Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em lại quay lại kênh của mình nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 nha anh em, 356 356 nha. Bên mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ mới các loại nha. Mình ở Phước Cát 1, Cát Tiên, Lâm Đồng. Quy định mua máy bên mình thì rất là đơn giản nha. Cặp trước cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha anh em. Còn những máy trên 1 triệu thì em mua làm cặp 100.000 Viettel, hoặc anh em chuyển khoản dưới phần mô tả video có số tài khoản khách hàng nha. Anh em chuyển khoản cho mình xong báo với mình thì chốt hàng cho anh em. Tiền cặp thì trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Đó, tất cả cái máy bán thì mình có ship code toàn quốc nha. Tới nơi anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái, trước khi thanh toán thì shipper. Kiểm tra hàng xong rồi thì mình được quyền xài thử được 1 tuần nha anh em. Máy nếu mà lỗi gì anh cứ báo với mình nha. Bao đổi trả anh em trong vòng tuần đầu tiên, còn bảo hành trách nhiệm cho anh 1 tháng nha. Rồi, không dài dòng nữa, xin giới thiệu máy hôm nay cho anh em nha. Hôm nay mình có con Reebok Pro anh em. Con này thì màn kính còn quá đẹp luôn. Lưng sau thì nhâm nhâm cho xẹp lưng rồi. Cũ do anh em tháng sử dụng luôn nó thực sự anh em ạ. Con này RAM 2 16 nha, màn hình 5 inch và pin con này 2004. Kính thì đẹp. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha. Reebok Pro anh em. Con Reebok Pro đấy em giá 1 triệu nha, kèm sạc dán kính 1 triệu. Vivo Y66. Y66 thì vỏ cell ring nè, tài suất nhẹ ha. Kính được cái dáng lực cái đẹp kia. RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin 3000. Máy quá là ok luôn. Chức năng các kiểu là còn chuẩn nha. Màn ring sáng đẹp. Con này đến này giá 1350. Nokia 5.1 lút anh em, màn hình 5.8, RAM 332, pin 3060. Máy ring nha. Kính thì đã dán lực rồi, còn khá đẹp luôn. Cảm ơn mượt mà nha. Ok nha anh em. Nokia 5.1 lút, con này để em giá 1.6 triệu. Một con Redmi 4X anh em. Con này thu của anh khách hàng của mình luôn. Redmi 4X, màn hình 5 inch, RAM 332, pin 4001. Lưng sau nhâm nhâm vô sạp lưng nha, máy ring. Máy ring ha. Kính lưng rồi còn ok, vỏ thì hơi sực sước. Kính xước nha anh em, không có được đẹp keng, nó như có lông mèo nhẹ nhẹ. Đường cái là cấu hình cũng khá ok luôn, RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Màn sáng đẹp nha. Kính có lông mèo nhẹ nhẹ. Redmi 4X, con này để anh em giá 750 nha, không kèm sạc nha. 750 không sạc. Redmi Note 7 anh em, Xiaomi Redmi Note 7. Con này lưng sau còn đẹp nha, kính camera tài sử xước nhẹ nhẹ. Màn hình 6 inch 3, RAM 464, pin 4000. Màn hình thì đẹp ha, kính đẹp. Xiaomi RAM 464. Con này đến em 2.3 triệu, em sạc dán kính luôn 2.3 triệu. Một em Reebok Dream anh em, Reebok Dream màu gold ha, màn hình 5.5 inch ha, RAM 332, pin 3003. Vỏ kính còn quá đẹp luôn. Đó, màn sáng đẹp. Reebok Dream. Con này đến em giá 1.5 triệu thôi, kèm sạc dán kính nha anh em, 1.5 triệu. Samsung A20s. Con này nắp sau thay mới rồi nè. Con này nắp sau thay mới nha. Màn hình 6.5 inch, RAM 332, pin 4000. Kính camera cũng còn quá đẹp luôn. Màn hình thì nét, đã dán lực rồi. Không có xuất sắc gì hết anh em. A20s nha. Con này ra đi cho anh em giá 2.1 triệu thôi. 2.1 triệu. Samsung A10. Máy ring lưng xước xước nha. Kính camera thì nứt mà không ảnh hưởng hết anh em, camera vẫn chụp đẹp. Đây, test sơ ra cho anh em xem. Chụp cũng còn ok, chả ảnh hưởng gì. RAM 2, bộ nhớ 32, màn hình 6 inch 2 và pin 3004. Kính thì đẹp nha. Đã dán cái lực rồi. Lưng sau thì có xuất sắc như clip. Mọi chức năng hoặc là hoạt động là ok hết ha. A10, con này ra đi cho anh em giá 1.4 triệu. Kèm sạc dán kính 1.4 triệu. Một con iPhone 6 pin thay mới 100%, máy full 32 GB, kính đẹp, kính trắng lực rồi nè, đẹp kia. Để mình tách cái bao thức đây, cái bao thức nó hay. Đó, vân tay vân chân là đầy đủ ha, wifi các kiểu, máy sạch quốc tế, bỏ sim là xài. iPhone 6 lâu lâu có ăn coi. Con này để anh em iPhone 6 này 1.590.000.
1590. Realme 3, Realme 3 nguyên zin, lưng sau nhâm nhâm do sẹp lưng. Màn hình 6.5, RAM 332, pin 4230. Kính đẹp. Máy quá ok nha nè. Mấy con máy này chuẩn xài rất là sướng, không vấn đề gì hết nha. Rồi, Realme 3, RAM 3 của nhóm 32. Con này đến em giá 1.800.000 kèm sạc nhãn kính. Vivo Y21, máy zin, lưng sau nhâm nhâm nhẹ do sẹp lưng. Màn hình 6.51, RAM 464, pin 5000. Sườn đẹp nha. Kính thì quá ok luôn, kính gần như là đẹp hoàn hảo. Vivo Y21. Mẫu này cũng dòng mới ra. Đây. Y21, RAM 4, bộ nhớ 64 nhưng mà tính ra là RAM 5GB, tự RAM 4 cộng 1. Anh em biết mấy kiểu này không? Đây mình đời mới đấy hay vậy ha, RAM 4 cộng 1 hoặc RAM 5GB luôn. 2.6 triệu. Tiếp theo cho anh em là con Samsung A03s nha. Máy zin nha nè. Lưng kính nó khá đẹp, màn hình 6.5, RAM 464, pin 5000. Kính cũng keng luôn. A03s. Con này bán RAM 464, có những bán RAM 332 rẻ hơn. 2.6 triệu nha nè. Máy đẹp tầm 98 trên luôn. Trên 98 của tư. Một con Samsung A51 keng xà beng. Đẹp 99 luôn nè. Máy màn zin còn guarantee luôn. Con này dạng hàng tồn kho sao. Quá là ok luôn. Sườn viền quá đẹp nha nè. Con này màn hình 6.5 nha, RAM 628, pin 4000. Màn nói chung là bao đẹp luôn, 99 như bóc hộp nữa thực sự ạ. Đó. Một con máy nguyên zin. Hàng hiếm anh em, con này hàng hiếm luôn. A51. A51 RAM 6 bộ nhớ 128GB. Đây anh em. Con này thì để lên 3.8 triệu nha, 3.8 triệu. Em sạc nhãn kính luôn nha, máy quá đẹp. Rồi, tiếp tục là con Note 10 Lite nha anh em. Clip trước cũng có rồi, đèn lại cho anh em này. Con này RAM 8 bộ nhớ 128 nha, màn hình 6.7 và pin con này là 4.500 nha. Đó. Kính thì đẹp keng luôn. Màn thì có ấn ấn nhẹ nhẹ đằng trên này, thấy chả đáng kể gì. Khá đẹp. Đã mượt mà nha. Màn kính hình như không có trai xước luôn á. Một hai cộng lông chuột thì cực nhỏ thôi. Note 10 Lite. Note 10 Lite. Ok nha anh em, con này để cho anh em giá 4.4 triệu. Note 10 Lite nha. Tiếp theo là con Redmi Note 9S. Con này là gần như là keng luôn. Trên 98 rồi nè. Xiaomi màn hình 6.67, RAM 464, pin 5020. Màn kính đẹp keng keng luôn. Màn kính quá đẹp. Xiaomi Note 9, Note 9S này, Note 9S, RAM 464, con này 3.3 triệu nha nè. iPhone 7 Plus nha nè, 7 Plus máy zin, đẹp tầm 97, pin 89, full, con tay vân chân đầy đủ ha, máy quốc tế, bỏ sim là xài nha. iPhone 7 Plus, 32GB, con này để anh em giá 4.3 triệu, kèm sạc nhãn kính luôn. iPhone 8 cộng anh em, 8 cộng. Pin con này 79 nha. Máy nói chung là đẹp bằng 9798, sườn thì có xíu xước ngoài cờ góc thôi. Còn lưng sau là 9899 luôn. Kính đẹp keng luôn. Máy full nha, quốc tế, bỏ sim vào xài nha. Vân tay quay, vân tay vân chân này đầy đủ ha. Máy chức năng hoàn hảo. Con này là 64GB. Pin 79%. Con tay bên trên là đủ quốc tế luôn, bỏ sim là xài thôi, không có vấn đề nữa thôi. Con này giá có để anh em là 6.2 triệu thôi anh em, 6.2 triệu. Tiếp theo là con Samsung A920. Con này mình kèm cho anh em ốp lưng Doraemon luôn nè, nhà còn cái kèm luôn. Anh em mua có ốp lưng. Lưng sao đẹp keng nha. Lưng sao này mình nghĩ là thay rồi nè, thay mới rồi đó. Màn zin. Màn zin nguyên, sườn thì có xuất sắc như clip.
nhâm nhau xẹp lưng này, này. Màn thì ring nha, màn cực đẹp luôn, màn cực đẹp ring theo máy Samsung A920. Con này RAM 6 bộ nhớ 128 nha anh em, màn hình 6 inch 3 và pin con này 3800. Con này xài cũng khá là mượt, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Anh em vô cái mục đó là thấy hết luôn. Đó. Con này để anh em giá 31 nha, 3,1 triệu ha. Dán kính, kèm sạc, ốp lưng đầy đủ hết. 3,1 triệu. Huawei Y9 nha anh em, Huawei Y9 nha, màn hình 6,5 inch, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 4 nha. Lưng sao đẹp luôn, kính đẹp luôn. Đó, máy bao đẹp luôn anh em. Giới thiệu điện thoại này. Đó. Làm 464. Con này đến em 22. Tiếp theo là một con này, M51 có ốp lưng nha anh em luôn nha. Cảm ơn lại Doraemon này. Con này lưng sau thì sức sức như clip nha. Máy ring M51. Kính đẹp. Gần như là tuyệt đối luôn. Camera này rất nét. M51 thì anh em biết rồi, cấu hình khá là khủng nha, RAM 8 bộ nhớ 128, màn hình 6,7 và pin con này là 7000 nha. Pin 7000 luôn anh em. Samsung và pin trâu. Samsung và pin cỡ đây thì anh em xài bao ngon luôn. M51. Chức năng này hoàn hảo nha. Màn đẹp. M51 để anh em 45, 4,5 triệu. Samsung A50, một con máy riêng A50 nữa nè. Đấy, lưng sườn viền cũng còn khá đẹp nha, kính thì keng luôn. Kính keng sờ beng luôn. RAM 464, màn hình 6,4 inch và pin 4000. Pin 4000. Con này để anh em giá 26, kèm sạc dán kính luôn, 2,6 triệu. Arik, một con Vsmart Arik anh em. RAM 8 nha anh em, bộ nhớ 128 luôn. Màn hình 6.39 và pin 4000. Chip con này 730 cho game khá là ok. Vsmart. Mượt mà cực kỳ nha anh em. Vsmart con này xài rất là sướng nha. Arik. Con này 3,6 triệu anh em, kèm sạc dán kính luôn, 3,6. Samsung A32 màu xanh. Lưng sao nhâm nhâm nhẹ lắm anh em, cho xài ập lưng thôi. Kính thì đẹp keng luôn. A32 RAM 628, màn hình 6,4 và pin con này 5000 nha. Máy nhỏ gọn nhưng mà pin 5000. A32. RAM 628 đi. Con này để em giá 42. Rồi, clip này cũng xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh của mình. Chào anh em. Hẹn anh em clip ngày mai nha.